hành trình truy tìm kho báu. Bạn đã muốn cầu thần linh của người thổ dân da đỏ đã nghe gì về kho báu trong kim tự tháp Ai Cập? Bạn có muốn biết người Ai Cập cổ làm cách nào để pharaoh của họ đạt tới mọi thử thách nguy hiểm, nỗi sợ hãi cứ người khi bò mẫm trong bóng đêm vượt qua ác thú thổ dân và cả những linh hồn lưu lưu mờ ảo để tìm kho báu? Bạn có tin được rằng trong tầng ngầm của công trình này có một khu vực âm u buồn tối và một Thank you.
Xin đang được làm phò mã. Chúng ta
Quốc mà làm. À, Văn Đức Quốc thì mới là đỉnh. Cặp nó đánh nhanh hơn. Đường phải khác chứ. Tỉnh Triều Đinh đuổi khách cái rồi.
và lóe sáng trong suốt chuyến du ngoạn này của bạn, để chứng tỏ bạn có đủ can đảm